thưa quý vị và các bạn, theo khảo sát của Autobuy tại một số đại lý Mazda, khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, giá xe Mazda tháng 8 năm 2019 diễn biến theo chiều hướng giảm gần như ở tất cả các mẫu xe với mức giảm phổ biến từ 10 đến 50 triệu đồng. Mẫu xe Mazda được giảm giá mạnh nhất ở thời điểm này là CX-5. Từng độc tôn trong phân khúc CUV 5 chỗ tại thị trường Việt Nam trong nhiều năm qua, nhưng bước sang 2019, Mazda CX-5 đang tỏ ra đuối sức với hơn 6.100 xe và để đối thủ nặng ký Honda CR-V vượt lên khá xa 8.100 xe trong nửa đầu năm 2019. Chính vì lẽ đó, nâng cấp nhẹ về ngoại thất, nội thất vận hành và tăng số phiên bản hồi tháng 7 vừa qua đi kèm với việc giảm giá là những biện pháp kích cầu mạnh mẽ dành cho Mazda CX-5 ở thời điểm này. Cụ thể, Mazda 2.5L với các lựa chọn 1 cầu và 2 cầu được giảm từ 30 đến 50 triệu đồng tiền mặt. Phiên bản 2.0 Deluxe giảm 40 đến 45 triệu đồng. Phiên bản 2.0 Premium giảm 40 đến 50 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng mua CX-5 còn được tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm hoặc 50.000 km. Được biết, đối thủ Honda CR-V cũng đang có mức ưu đãi hấp dẫn khi giảm 40 đến 50 triệu tiền mặt tại đại lý. Với diễn biến này, cơ hội giữ được ngôi vị số 1 cả năm của Mazda CX-5 trở nên rất mong manh. Mặc dù không sở hữu mức giảm giá cao nhất, nhưng BT50 là mẫu xe giảm đều trên các phiên bản. Theo đó, khi mua xe BT50 tại một số đại lý Mazda, khách hàng sẽ được giảm từ 25 đến 40 triệu đồng. Cụ thể, phiên bản 2.2 số sàn và 2.2 số tự động cùng giảm 30 triệu đồng. Phiên bản 2.2 ATH giảm 25 triệu đồng, trong khi bản 3.2 ATH giảm cao nhất 40 triệu đồng. Cũng trong tháng 8, toàn bộ các phiên bản Mazda 3 sedan dù 1.5 hay 2.0L cùng được giảm 20 triệu đồng, trong khi bản hatchback giảm 30 triệu đồng. Hiện tại, Mazda không chỉ là mẫu xe bán chạy nhất nửa đầu năm 2019 mà còn là mẫu sedan hạng C bán chạy nhất tại Việt Nam với hơn 6.600 xe bán ra, vượt xa Honda Civic, Toyota Corolla Altis hay cả Kia Cerato. Về phần mình, Mazda 6 đồng loạt giảm 20 triệu đồng tiền mặt so với giá niêm yết ở tất cả các phiên bản. Mazda 2 giảm từ 10 đến 20 triệu đồng tùy phiên bản. Riêng mẫu xe hoàn toàn mới xuất hiện trong dàn sản phẩm của Mazda tại Việt Nam là Mazda CX-8 giữ nguyên giá niêm yết tại đại lý, dao động từ 1 tỷ 199 triệu đồng đến 1 tỷ 399 triệu đồng.